cái gì? Trời ơi, cái đầm éo xà. Khoan, có gì vậy? Ồ, kẹo con bị rớt dưới đất rồi hả? À, bị rớt dưới cỏ hả? Trời, để cho mẹ coi đầm éo xà coi. Ui, cha ơi, sang vòng mẹ coi coi. Hả? What? Ui, trời ơi. Ê, nó nghe nè. Ê, nó nghe nè, nó nghe nè. Con biết con đi chân không là ai bị la không? Mẹ bị la. Con đi chân không là mẹ bị la. Con có biết điều đó không? Trời đất ơi. Trời ơi, con mẻ kìa, con mẻ kìa, có được mẻ không? Say something, I'm giving up on you. Trai ơi, mà bây giờ con tập á, con ráng làm sao mà con đi. Con nói tiếng Việt cho mẹ đi. Mẹ rửa gì? Mẹ rửa kẹo giùm con. Mà con có xương mẹ không? Đó. Mà bây giờ nè, con lại đây mẹ nói nhỏ cho con nghe một chuyện nè. Lại đây. Trời đâu có chịu đời nổi nữa không? Chơi lại này, mẹ nói nhỏ này chơi. Chơi chơi lại mẹ nói nhỏ này chơi. Chơi đi lại đây mẹ nói nè. Yeah, why? I know. Chơi lại đây mẹ nói mẹ cho này nè, lại đây mẹ cho ring pop à, không cho cho kem. Kem 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 kem. Lại đây. Mà cái quầm đẹp quá, cái quầm. Mà cái quầm đẹp quá, quầm ơi. Đây nè, mình đây cho mày coi cái đầm của Elsa coi. Ui chào ơi, đầm. Ủa ai mua cho con ạ? Ai mua cho con? Ai mua? Mẹ mua chứ ba mua đâu, ba mua. Hai. Chay. Chay chay, lại đây vô ăn kem. Vô ăn kem, vô ăn kem. Ăn kem, thôi đi vô ăn kem. Nó đang ngửa cái lan. Không ăn kem nữa hả? Trời ơi, mặt cái quầm đẹp quá. Trời ơi, có chịu đời nói không? Chịu nói không? Trời đất ơi. Nó là đại ca sớm này mà. Vòng quanh thế giới. Ôi còn chay nữa đây. Hello chay. Ngủ đi, ngủ đi. Nhắm mắt ngủ đi. Oh, nó nói vui quá, nó nói that's so fun. That's so fun. Mà bây giờ nè, mà sao con mẹ nè. Chay ơi, chay. Đó, coi được không? Khép chân lại, mình đang mặc váy, mình phải khép chân lại. Khép chân lại, bỏ cái váy xuống, bỏ cái áo này xuống. Đó, đúng rồi, mình lặn gái ăn lứa, mình mặc váy rồi, thẳng cái chân xuống coi. Thẳng chân xuống chụp tấm hình, thẳng chân xuống chụp tấm hình, cười, cười. Đúng rồi, giỏi. Đó, cô chú chụp được tấm hình đẹp rồi đó. Rồi sao, sao? Thì sao? À, lăn á hả? Cứt dịch không kìa, cứt dịch kìa, đứng lên. Đây nè, ghê nè. Ui, trời ơi, ghê quá. You see this? Chị đi. Đó, đi ra, con muốn lăn á, con lăn trên này nè, con nằm dưới trên này nè. Thì chỗ này mấy con dịch nó ít đi, chứ mấy chỗ kia dịch ghê đi dữ lắm. Thôi thôi thôi, thôi đừng có nằm đó. Chay à. Ủa tính chụp hình hả? Rồi rồi, rồi nằm xuống đi. Rồi hy sinh gì ngay thật hả? Trời ơi, giờ đóng phim. Đau không? Đau không? Thôi đi về, đi về. Chị à, Adri.
Đi con, đi về con, về Audrey kìa. Mùa hè này mà kêu nó về nhà hơi khó. 10 giờ mà nó còn đồ đi ra ngoài đường mà. Đừng có chạy con ơi, chạy nó tét chân tét đồ này kia nữa, khổ. Đau con nữa. Đau con mà mẹ cũng đau nữa. Cô chú cũng đau nữa. Bởi đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nè Audrey nè, Audrey ở trong nhà kìa, chờ con trống kìa. Đi. Audrey, Jade is here. Đó. Vô. Vô nhà Audrey. À, kìa, đi đứng vô chơi đồ chơi con trống kìa. Lại lên. Vô. Ok kìa. À. Hello. Vô đây con, vô đây. Đang trốn con á. Này thì đang trốn con á. Vô đây đi con. Đang trốn chay á. À, chàng trốn em chay của mẹ em ơi á. Oh no. Vô. Rồi, chạy vô nhà. Ơi, đóng cửa lại. Hello chay. Mom, my pig. Ai? Mom, Peppa Pig. Peppa Pig đâu? Peppa Pig đâu? Con heo mẹ ơi. Con heo nào? Con heo. Con heo nào? Con heo. Con heo ở đâu? Con heo ở nhà mình á. Hả? Hả? Con heo cũng muốn con heo nhà mình hả? Thì chạy về nhà đi. Rồi giờ mà mỗi lần mà thổi là phải bợ đít vậy đó hả? Coi kìa cái tướng nó bợ đít kìa cô chú kìa. Không phải, bây giờ con phải bỏ hai cái tay con dưới đất. Đưa cái chân lên trời. Đưa cái chân lên. Đưa cái chân lên trời, đúng rồi, đưa chân lên. Để cái tay xuống đất rồi, đưa một cái chân lên trời. Rồi bắt đầu thổi. Đây nè, đây mày chỉ cho. Đúng rồi. Thổi. Đưa cái chân lên trời. Rồi, thổi đi. lại gần gần cái hoa một chút. Rồi, đưa cái chân lên trời. Đưa một cái tay lên trời. Một cái tay với một cái chân đưa lên. Mẹ chơi ác quá mẹ ơi. Có đời nào mẹ nào mà chơi với con kiểu đó không? Mẹ cảm ơn Jay. Happy birthday to Jay. Trời không, con phải chu cái đít lại. Chu cái đít xuống. Chu rồi. Đó, thấy chưa? Chu cái đít nó mới quớt chứ còn không có chu đít là nó không có quớt. À, để xuống. Rồi. Đúng rồi. Tiếp tục đây. Đưa chân lên. đưa chân lên. Sao ạ? Rửa chân hả? Chùi chân hả? Rồi, để xuống. Hôm nay là một ngày cũng khá là đẹp trời đó cô chú. Không quá nắng. Không nóng. Mát mẻ. Trời ơi, lần kia nó cắm cây lần kia của người ta. Chay là lúc nào cũng lại nhà Audrey. Nãy mới hỏi mẹ ơi Audrey đâu rồi. Nói Audrey đi qua nhà ba nó rồi. Chờ đi mấy ngày nữa Audrey về. Nó giờ đi qua nhà. Đứng trước cửa nhà. Thương nhớ. Gặp thì cắn lộn. Còn không gặp thì thương nhớ. Mà Audrey đó, ví dụ như cái kiểu đó Audrey cũng chưa có biết chơi nữa. Audrey cái kiểu chưa có biết chơi với nhau. Cứ chạy gà tưng. Đất dơ cái chứ ai. Đất mà nó cũng lại nó hỏi ai á là hiểu rồi đó. Trời ơi con, coi. Nó cắm sâu dưới đất luôn mà nó kéo ra, nó chu đít nó kéo ra. Mommy. Yes, sweetheart.
Hello. I have two. You want two? Đứng xa ra, đứng xa ra. Đứng xa ra, đúng rồi. Làm gì vậy? Ngứa hả? Nó quần áo của nó, cái quần cái áo nào nó mặc xong một lần là nó cũng củ xì, củ mềm rồi hả? Nó dính đồ ăn, dính đồ. Khổ ghê. Rồi mốt mốt mà lỡ mà có em rồi sao? Em mặc đồ đó được không biết đây. Em trai thì mua đồ khác không nói gì, mà lỡ em gái vậy thôi. Rồi không lẽ cho mặc đồ cũ của chay. Bà ngoại chay nói vậy nè. Ngọc nói là mốt mốt mà lỡ mà chay có. Trời ơi, cái gì hay thả. Mày cầm này, ok. Wow, that's magic, chị đi. Wow, hay chay, hay cho cô chú chay thổi một cái là nó quay vòng chồng luôn kìa. Ừ rồi, dễ vậy sao quái. Ngọc nói chay á, đồ chay mai mốt để lại cho em nó mặc, nếu mà em gái. Cái mẹ nó đâu được, tội nghiệp nó. Cùng là con với nhau mà hả, đứa này mặc đồ mới còn đứa kia cho mặc đồ cũ, tội nghiệp nó. Không, nó chưa có gì đâu, mà bà ngoại thì bà ngoại không chịu. Bà ngoại nói là đứa nào cũng là con hết đó, đồ là phải hả. Listen. Gì con, gì con, cái gì cục ràng. Listen to what? Không mấy cái mặt này, thường cái mặt này bá thì thôi nó đùm mấy ai. Đâu ôi thường bá thì thôi. Thôi ngồi dậy đi, ai mà nằm ở dưới đất rồi nè. Ngồi dậy. Ui da, cháy nè. Gì kỳ vậy? Thương yêu mẹ kiểu gì kỳ vậy? Wow, wow. Nó nói, bà ơi hửi cái bông đi. Oh, wow. Oh, wow. How is it, JD? Nice. Does it smell good? JD, I want you to smell this. Where are you going? Trời ơi, coi được không? Nó ăn rồi, nó bày ra nguyên một đống kẹo ở trong đó kìa. Nó chơi tôi với tôi vậy đó chứ phải. Mấy nó chơi mà chơi thường không? Đó, kẹo của nó đó cô chú. Một mình nó mà nó ăn hết bao nhiêu đây kẹo dẻo thì cô chú sẽ thấy sẽ như thế nào. Mà bây giờ tại sao con đang chơi với bà Dolores mà mẹ qua đó. Chay, chay à, chay, chay, chay. Ra đây, bước ra đây. Con ăn xong con phải dục vô thùng rác đàng hoàng chứ con không được dục ở đây. Ngồi xuống cho mẹ. Ngồi xuống cho mẹ, lụm vô mẹ mới cho đi chơi. Rồi, bỏ vô thùng rác này nè con. Dùng thùng rác này nè, thùng rác này nè. Đây nè, cái thùng này nè, chút nữa ba ra ba đổ rác luôn. Dục đây. Mẹ nói là phải nghe, ăn xong mình phải dục rác vô chỗ đàng hoàng cho mẹ nghe chưa. Rồi, mẹ cảm ơn. Con nói không có chi mẹ ơi. Đó, bây giờ đi mà không mang dép nữa. Dép đâu? Dép đâu? Mới sô phát là chạy để đứt chân đó. Ừ, chạy nè, té nè, té nè. Trời ơi, sợ quá chạy ơi. Nó chạy một cái là tôi nhói cái lòng tôi một cái luôn. Trời ơi, ai đây? Ai vậy? Daddy. Daddy. Ba chạy đi làm gì cô chú? Hello dear. Hello. Say daddy. Yeah, tự nhiên cái nằm lăn lên cỏ. Trời ơi. Con tính làm vết chân tròn trên cát hả? Đó, bà vô, bà nó thấy nguyên một đống kẹo nằm ở dưới đất. Bà nó nói, ôi trời ơi. Oh, Audrey. Come here, Audrey. Audrey. Hả?
Nói tiếng Việt. Mẹ Adri đâu? Adri đang ở trong nhà mình kìa. Đó, đó. Adri ơi. Ồ, ba mua gì ta? À, ba mua ice cream.